Một bài hát tiếp theo, Cẩm Thơ xin gửi đến một bài hát được mang tên Dư Âm Mùa Giáng Sinh. Bài hát này cũng quen. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Nhạc sĩ Ngân Giang. Ông là sáng tác bài Chờ Đông. À, em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Nhưng mà là bài này không phải. Bài này cũng tựa bài đó ha. Dư Âm Mùa Giáng Sinh.
và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.